máy nén khí Hitachi, hai ngựa, ba pha, bình 85 lít. Đây. Để áp 8 ký á, mình xả hơi là nó tự chạy nha. Máy êm, đây. Sơn nguyên zin nhé, có van một chiều này, có thể để áp 9 ký được, 10 ký được. Máy chạy êm. Nhất là nó mới đẹp. Máy nguyên zin nhé. Mình xin kết thúc video tại đây. Máy đẹp.